Mến chào anh chị em và các bạn. Sự kiện thiên thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria được Thánh Luca trình thuật lại. Tin mừng Luca và sách Công vụ Tông đồ được Thánh Luca viết vào những năm 70 sau Chúa Giáng sinh. Hai sách này có giá trị đặc biệt cho việc học hỏi về mẹ Maria vì cung cấp cho chúng ta một bức tranh xuyên suốt về sự hiện diện và vai trò của mẹ từ lúc ngôi hai Thiên Chúa trở thành xác phàm trong cung lòng mẹ cho đến sự kiện Chúa Thánh Thần hiện xuống trong ngày lễ ngũ tuần. Đây là điểm rất đáng ghi nhận về đóng góp của Thánh Luca cho ngành Thánh Mẫu học. Thánh Luca quen gọi Đức Maria bằng cụm từ Mẹ của Chúa. Mẹ trước hết là một người tin, một tín hữu, đã ở cùng Chúa Giêsu trong những biến cố quan trọng nhất như lúc thụ thai, lúc sinh ra, thời thơ ấu, lúc trưởng thành đi rao giảng tin mừng. Sau khi Chúa Giêsu chết, mẹ tiếp tục vững tin và dìu dẫn đồng hành với các môn đệ. Tóm lại, không một ai trong nhân loại này có một mối tương quan mật thiết với Chúa Giêsu và Hội Thánh bằng mẹ Maria qua tất cả các biến cố. Sau đây là câu chuyện truyền tin cho mẹ trong tin mừng Luca, chương 1, từ câu 26 đến 38. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Chúng ta phân tích nhanh một vài điểm quan trọng ở đây. Thứ nhất, Đức Maria là một trinh nữ lúc thành hôn với Thánh Giuse. Điều này nhằm khẳng định người con mà trinh nữ Maria cưu mang và hạ sinh không phải bởi Giuse. Như thế, Thánh sử Luca đang bảo vệ thiên tính của Chúa Giêsu. Sau này, Hội Thánh đã công bố tín điều Đức Maria trọn đời đồng trinh. Thứ hai, danh xưng đấng đầy ân sủng từ miệng thiên sứ Gabriel chỉ được dùng duy nhất một lần trong toàn bộ Kinh Thánh và được dành riêng cho Đức Maria. Phần đầu của Kinh Kính Mừng mà chúng ta vẫn quen đọc
chính là lời của thiên sứ Gabriel: "Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ." Thứ ba, Thánh Luca tường thuật câu chuyện truyền tin cho ông Zacharia ngay trước câu chuyện truyền tin cho Đức Maria. Nếu so sánh hai câu chuyện, ta thấy có điểm vừa giống vừa khác. Điểm giống nhau là cả hai người đều đặt câu hỏi với thiên sứ. Ông Zacharia đặt câu hỏi với thiên sứ rằng chuyện có con làm sao xảy ra được vì vợ chồng ông đã già. Đức Maria đặt câu hỏi rằng việc thụ thai làm sao xảy ra được vì mình không biết đến việc vợ chồng. Điểm khác nhau là ông Zacharia bị của trách và bị phạt phải trở nên câm vì đã nghi ngờ lời thiên sứ, trong khi Đức Maria thì lại được giải thích rõ ràng. Cũng là đặt câu hỏi, nhưng Đức Maria không nghi ngờ. Làm sao ta biết Đức Maria không nghi ngờ? Thưa, vì thiên sứ biết rõ lòng trí con người, và thiên sứ chỉ của trách ông Zacharia. Thứ tư, câu khẳng định chân lý của thiên sứ: không có gì là không thể đối với Thiên Chúa, rất đáng để chúng ta ghi lòng tạc dạ và suy gẫm cho cuộc sống của mình, nhất là trong những lúc khó khăn. Không gì là không thể đối với Thiên Chúa. Thứ năm, mỗi người chúng ta đều có một sứ mạng độc đáo khi được sinh ra trong cuộc đời này. Cô gái trẻ Maria năm xưa đã thực hiện sứ mạng của mình bằng hai tiếng xin vâng. Xin vâng đối với Thánh Ý Chúa là thước đo của lòng tin và lòng mến. Xin mẹ Maria giúp sức cho chúng ta sống xin vâng tốt hơn trong cuộc đời và hoàn cảnh của mình. Trong bài tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu chủ đề cuộc truyền tin cho Thánh Giuse.